Một đứa hay nhiều đứa là kinh. 13 người đang xem này. Tại nghi đồ này, tại vừa mua gói lại 200 cho. Tại nghi có một bạn này kiểu kiểu like ở khi có thể là người vào xem like hoặc là kiểu lúc người vào xem like hoặc là mua cho like cũng nhiều như thế này, kiểu là cũng là một cái thêm tương tác cho số bên đây này, kiểu kiểu ngoài phi lai kiểu như là như kiểu là mình mua gói tương tác cho số này có những cái này là sản phẩm của mình là tăng truy cập sau thì nó vào là tin nó thích sản phẩm các thứ đấy kiểu thế này tương tác tốt cho số bên đây này kiểu với cả mình nói chung là mình chịu khó quay video nhiều nhiều một tí thì nó cũng sẽ hạn chế cái việc đi khóa.